Xin chào các bạn ạ. Như đã thông báo thì 10 giờ sáng hôm nay thì tôi xin phép được chia sẻ cái cách mà để chúng ta dán cao cho cái phác đồ hay còn gọi là cái bộ huyệt thải độc trong cái phương pháp diễn trần điều khiển liệu pháp do giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu phát minh ra. Vâng, xin chào cô Trần Loan ạ. Thông báo hơi gấp cho nên chắc mọi người chưa kịp chuẩn bị để vào xem. Vâng ạ, chào cô Hoa Cỏ May ạ. Vâng ạ, chào cô Nguyễn Kim Loan ạ. Mọi người thực hành luôn thì chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn là cao salon pad, kéo và gương ạ. Cao salon pad này, kéo này. Chúng ta nên chọn cái loại vâng, chào chào cô. Chúng ta nên chọn loại kéo nào mà nó sắc một chút nhé, thì chúng ta cắt cao nó sẽ đẹp và nó sẽ dễ cắt hơn. Chào bạn Nhung Nguyễn, chào chú Bá Chiến. Cô Loan, dạo này cô có khỏe không ạ? Cô có vẫn thực hành diện trần đều chứ ạ? Vâng, chào thầy Hoàng Thiện Bách ạ. Mọi người, trước khi mà chúng ta thực hành làm bộ thải độc thì chúng ta nên uống nước trước nhé. Và để muốn cho cái cơ thể chúng ta nó thải độc được tốt ý, thì chúng ta nên uống đầy đủ nước. Nếu như chúng ta không có sẵn cao salon pad thì chúng ta có thể là chuẩn bị bất cứ một cái dụng cụ nào mà nó có cái đầu nó trơn nhẵn. Ví dụ như chúng ta dùng cái đầu nhựa của cái bút bi này để chúng ta tác động lên trên huyệt, nó cũng có tác dụng ạ. Vâng ạ, chào anh Nguyễn Linh ạ. Sẽ có hướng dẫn cho anh để làm cho cái trường hợp là bị sổ mũi anh nhé. Chúng ta quan tâm thì chúng ta cũng có thể là chia sẻ cái livestream này cho người nhà, người thân của chúng ta, để những ai mà có thể đang ở nhà thì có thể là chuẩn bị để sẽ được hướng dẫn để thực hành luôn. Chào bạn Khánh Linh. Em bé nhà bạn có khỏe không bạn Khánh Linh? Dạo này tốt chưa? Chào bạn Mạnh Kiên. Bạn Kiên có phải hình như trước làm ở Intech đúng không ạ?
Rồi, bạn Khánh Linh tốt quá. Bạn chịu khó làm cho bé nhé. Để cho bé tăng sức đề kháng và cái hệ tiêu hóa được tốt hơn. Bạn cũng có thể chia sẻ những cái cách đơn giản như vậy để cho mọi người biết được biết. Phương pháp diện chẩn do giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu phát minh ra rất là tuyệt vời đúng không bạn Khánh Linh? Chúng ta đợi khoảng mấy phút nữa nhé. Để xem mà có thể có thêm mọi người vào xem không. Bạn Linh hỏi là em bị nóng hay nổi mụn da mỏng hay nổi mụn và da mỏng thì có dán cao được không? Thì cái này mình có thể sẽ thử thôi bạn ơi. Bạn đã bao giờ dán cao salon pass chưa? Nếu mà dán rồi mà thấy nó có cái hiện tượng là ngứa rồi khó chịu thì có thể là bạn là bị dị ứng với cao salon pass. Còn nếu mà chưa dán lần nào thì có thể dán thử. Bởi vì khi mà dán thì chúng ta sẽ cắt những cái miếng cao nó rất là nhỏ thôi. Nó nhỏ cỡ khoảng 4 mm. Nhỏ tí xíu như này thôi. Thì khi mà dán lên trên huyệt ở trên mặt ấy, thì nó sẽ chỉ kích thích lên những cái huyệt cụ thể đấy thôi chứ nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái da của chúng ta. Ồ, bạn đã dán một lần rồi và thấy ngứa. Nó còn có nhiều cái cách khác nữa, mình cũng không nhất định cứ phải là dán cao. Thì chúng ta có thể sử dụng cái đầu bút, và nếu mà có que giò bằng diện chẩn này thì càng tốt này. Thì chúng ta sẽ tác động lên trên những cái huyệt của cái phác đồ đó. Nhưng có điều là khi mà dùng que giò hoặc là dùng bút để kích thích lên trên các huyệt ấy thì yêu cầu là sẽ phải làm nhiều hơn thì nó mới có cái kết quả tốt được. Còn nếu mà dán cao chúng ta chỉ cần dán cái và để đấy thì cái cao tự động nó sẽ kích thích lên trên huyệt. Chào Trần Thị Hà nhé. Bạn chia sẻ cho mọi người để mọi người được biết nhé. Chào chị Trần Hàn Giang ạ. Rồi tôi sẽ xin phép được bắt đầu luôn. Thì cái tác dụng của cái phác đồ này thì như cái tên của nó là nó sẽ giúp cơ thể chúng ta kích hoạt được cái mạnh hơn cái khả năng mà bài thải chất độc ra khỏi cơ thể. Bản thân mỗi con người chúng ta thì cái cơ chế đấy nó đã có sẵn rồi, nó đã tồn tại sẵn rồi. Tuy nhiên là có thể là không khí rồi thức ăn rồi bị ô nhiễm nó khiến cho cơ thể chúng ta bị tích tụ nhiều chất độc hơn. Do vậy là chúng ta sử dụng cái kỹ thuật này để chúng ta đẩy mạnh cái việc là bài thải chất độc ra ngoài. Và cái phương pháp này thì nó cũng rất là đơn giản thôi và nó cũng sẽ có hiệu quả. Giả sử ví dụ như hôm nay chúng ta thực hành dán thì có thể ngay ngày mai chúng ta sẽ thấy được những cái dấu hiệu mà nó để biết được là cơ thể đang thải độc. Như vậy là rất là dễ để chúng ta xem là cái kết quả với việc thải độc nó sẽ có được tốt hay không. Cách làm như sau. Chúng ta sử dụng cao salon pass thì đây là một cách là rất là đơn giản dễ làm. Chúng ta dùng cao salon pass này. Chúng ta sẽ cắt thành từng đây cao salon pass là miếng to này. Chúng ta sẽ cắt thành từng sợi cỡ 4 mm.
cỡ 4 mm này. Sau đó thì chúng ta bóc ra, bóc thành một cái sợi dài như thế này. Chúng ta ngửa cái phần dính lên trên nhé. Mọi người có quan sát được dễ không ạ? Em chào chị Lê Thị Kim Muội, chị Xíu Muội. Mọi người có quan sát được thấy rõ không ạ? Nghe có rõ không ạ? Em chào thầy Phan Tùng Duy ạ. Chào Hà Anh nhé. Chào cô Đông. Chúng ta ngửa cái phần dính của miếng cao salon pad này và chúng ta sẽ cắt nhỏ ra, cố gắng cắt làm sao để nó kích thước cỡ khoảng 4 mm nhân 4 đấy. Cắt xong chúng ta có thể để lên trên cái miếng cao hoặc là chúng ta dính vào áo. Để trên miếng cao hoặc là dính vào trong, dính vào tay áo như này thì lát chúng ta lấy cao ra nó sẽ dễ. Em chào chị Điệp ạ. Em chào chị Phương. Chúng ta cắt nhỏ ra. Kích thước là 4 x 4 mm là vừa. Và nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái kích thước khuôn mặt của chúng ta. Nếu mà ai mà có khuôn mặt to quá, to hơn hẳn thì chúng ta sẽ cắt to hơn một chút. Cái bộ huyệt thải độc này thì nó có 15 huyệt và nó có một số các cái huyệt kép. Tổng cộng là nó sẽ phải cần dán là 23 cái miếng cao như thế này. Thì chúng ta cắt cỡ khoảng 2 cái dải cao thì là vừa. Nếu mà không có cao ở đây thì chúng ta chuẩn bị những cái đầu bút bi hoặc là cái đầu móc, cái đầu chìa khóa nó trơn nhẵn thì cũng có tác dụng. Ví dụ là những cái đầu chìa khóa như thế này thì chúng ta lưu ý là phải làm sạch nó đi một chút. Vâng ạ, chào cô Trần Lan Anh ạ. Mọi người quan sát được cái kỹ thuật cắt cao chưa? Chúng ta bóc, chúng ta cắt thành một sợi, một sợi dài khoảng 4 mm. Thì chúng ta để ý đấy, ở trên cái miếng cao của chúng ta nó sẽ dập thành những cái đường vân ấy. Thì 4 mm thì nó cỡ vào khoảng 3 cái đường vân như thế này. Cắt xong chúng ta bóc ra và ngửa cái phần dính lên trên và chúng ta sẽ dùng kéo, chúng ta sẽ cắt dần dần. Làm sao, cố gắng làm sao để nó thành hình vuông thì nó sẽ rất là đẹp. Vâng ạ, cảm ơn thầy Bách ạ. Chúng ta đang xem, tôi đang dùng cái cam trước, do vậy là bên này là tay bên phải này. Mọi người cứ để ý là cái nốt ruồi này của tôi là ở bên trái. Thì tôi xin phép được bắt đầu. Huyệt đầu tiên đó là huyệt số 26. Chúng ta xác định bằng cách là nó nằm ở điểm giữa của hai cái đầu lông mày này. Phần này, trên này gọi là phần khu vực ấn đường đấy. Thì nếu chúng ta có que giò thì chúng ta sẽ dùng cái que giò này chúng ta gạt nhẹ thôi. Gạt rất nhẹ thì nó sẽ có một cái điểm nó hõm xuống. Đây chính là huyệt 26. Có thể chúng ta ấn nháy cỡ khoảng 10 cái. Sau đó chúng ta dùng cái đầu nhỏ của cái cây, cây này gọi là cây giọt xương. Chúng ta lấy một cái miếng cao và dán vào vị trí này. Đấy là huyệt 26. Huyệt thứ hai là huyệt số 3.
Huyệt số 3 thì chúng ta phải lấy được huyệt 61 trước, bằng cách là huyệt 61 là nó sẽ nằm ở cái điểm góc của cánh mũi này. Chúng ta dùng que giò chúng ta để vuông góc với bề mặt da và gạt ngược lên, nó mắc ở đâu thì đấy là huyệt 61. Từ đây mình mới gióng sang và thẳng tròng đen đi xuống, nó sẽ là huyệt số 3. Quay giò thì huyệt thì nó sẽ dễ hơn, bởi vì nó sẽ có cái cảm giác của huyệt nó hơi lõm xuống một chút, và chúng ta nếu mà dùng lực ấn vào sâu một chút ý, thì có thể sẽ cảm thấy là tức hoặc là nhói buốt tùy vào từng tình sức khỏe của chúng ta. Huyệt số 3 là huyệt kép, có ở cả hai bên. Chúng ta lấy dán bên trái trước này, sang bên phải sau này. Khi dán cao thì chúng ta nên dán nó thành hình thoi, tức là cái góc nhọn thẳng hàng lên như này thì nó sẽ có thẩm mỹ hơn. Tiếp theo là huyệt 85. 85 chúng ta lấy bằng cách là đường viền viền môi dưới này kéo sang và từ khóe miệng đi xuống. Tám mươi lăm có hai bên thì có thể chúng ta sẽ lấy luôn cả hai bên đánh dấu lại và chúng ta dán cao vào. Ai không có cao thì chúng ta theo như hướng dẫn các cái vị trí huyệt ấy, thì chúng ta dùng cái que giò hoặc là không dùng cái đầu bút, chúng ta sẽ gạch trên các cái huyệt đấy nhé. Tiếp theo huyệt 87. 87 nó sẽ nằm ở điểm chính giữa của cái ụ cằm, thì chúng ta coi cái ụ cằm đây nó thành, nó là một cái hình tròn này, thì xác định cái điểm chính giữa của ụ cằm. Anh Mạnh Thắng, anh có thể sử dụng cái bộ này trong trường hợp của anh cũng được ạ. Bởi vì cũng chưa rõ là trường hợp đấy của anh là do nguồn gốc là do cái gì. Cũng có thể là do bị độc tố ở trong người, thì mình có thể sử dụng phác đồ này được. 87. Tiếp theo là huyệt 38. Huyệt 38 chúng ta xác định bằng cách là từ cái điểm chính giữa của rãnh nhân trung này chúng ta kéo sang, gặp cái đường pháp lệnh ở đâu thì đấy là huyệt 38. Cái này có vẻ hơi đây. Sáng hơn. Điểm giữa của rãnh nhân trung chúng ta kéo thẳng sang ngang, gặp đường pháp lệnh ở đâu thì đấy chính là huyệt 38. Gạt nhẹ thì nó sẽ hơi lõm và hơi nhói một chút. Mọi người, những ai mà không có que giò, chúng ta dùng cái đầu bút bi hoặc đầu chìa khóa chúng ta thử làm có cảm giác gì không ạ? Anh Mạnh Thắng, anh có thể dùng cái đầu bút bi hoặc là đầu chìa khóa, anh gạch theo những cái vùng mà cái huyệt này 38 này. Sau đến huyệt 50. Huyệt 50 thì anh Mạnh Thắng chú ý này, nếu mà mình nghi ngờ là trường hợp bị nóng gan ấy, thì anh xác định cái huyệt 50 và huyệt 41. Huyệt 50 nó sẽ liên quan đến gan. Từ điểm trên cao nhất của rãnh nhân trung này kéo sang bên phải nhé, và thẳng giữa mắt xuống, xác định lại này, từ điểm cao nhất của rãnh nhân trung đây, đáy mũi này, kéo sang bên phải và thẳng giữa mắt xuống này, đây chính là huyệt 50, là cái huyệt liên quan đến gan. Thì anh thử
dùng cái que giò anh ấn thử vào đây, hoặc dùng cái đầu chìa khóa ấy, anh ấn thử vào xem nó có cảm giác gì không ạ. Vâng ạ, không có gì anh ạ. 50 đây là gan này. Huyệt tiếp theo là huyệt 41. 41 là huyệt liên quan đến mật nhé. Thì nó sẽ nằm ngay cạnh huyệt 50 này. Và tiếp tuyến ngoài của tròng đen này. Cho nó nhìn thẳng vào tiếp tuyến ngoài tròng đen, cho nó kéo xuống. Nó sẽ nằm ngay cạnh huyệt 50. Anh Thắng ơi, anh ấn vào thì anh có thấy cảm giác gì không ạ? À, xin lỗi, trên này cơ. Trên này cơ. 41 nó sẽ cao ngang với 50. Vâng ạ, thông thường nếu có cảm giác đau nhói buốt thì là cái chỗ đây nó đang gặp vấn đề anh nhé. Thì mình sẽ dán cao vào đấy, mình sẽ tác động vào đấy. Nếu anh có cao xong pad anh cắt nhỏ anh dán vào thì có thể nó sẽ cái chỗ đấy nó sẽ nóng hơn các cái chỗ khác đấy. 41 50 này. Tiếp theo đến huyệt 290. 290 sẽ nằm ở hai bên sống mũi. Thì chúng ta sẽ xác định cái huyệt số 1 trước. Huyệt số 1 chúng ta xác định bằng cách là ấn cái đầu mũi này, đầu mũi đây, ấn lõm xuống. Thì nó sẽ nhô ra. Thì dùng cái que giò chúng ta gạt nhẹ cái điểm mà nó nhô ra ấy, đấy chính là huyệt số 1. Thì chúng ta có thể dán luôn huyệt số 1 cũng được. Phác đồ này cũng có huyệt số 1 ấy, nhưng nó sẽ ở sau, nhưng mà chúng ta dán luôn. Thì từ huyệt số 1 chúng ta mới kéo ngang sang và nó sẽ ở khoảng thẳng từ lỗ mũi lên. Đấy là hai cái huyệt 290. Từ huyệt số 1 kéo ngang sang này. Tiếp theo đến huyệt là 235 ạ. 235 nó sẽ nằm ở ngay dưới của huyệt 127. Nó sẽ nằm ở ngay dưới cái hõm cằm này. Đây là cái hõm cằm. Thì huyệt 235 nó nằm ngay dịch xuống dưới một chút xíu. Tiếp theo đến huyệt số 14 ạ. Huyệt 14 là cái huyệt mà nó nằm ở điểm tiếp giáp giữa cái dái tai với cả da má của chúng ta. Thì chúng ta xác định bằng cách là ấn đúng vào cái điểm tiếp giáp này. Hoặc nếu mà có ấn vào móng tay ấy, thì ấn thẳng vào cái tận cùng của cái dái tai này. Là huyệt 14. Huyệt 14 có ở hai bên. Mọi người có làm theo được không ạ? Không có cao sao pad thì chúng ta dùng cái đầu bút, chúng ta cũng có thể day ấn vào đây, nó cũng sẽ có tác dụng. Thông thường khi mà huyệt thì nó sẽ cho mình cảm giác là tức hoặc là đau nhói buốt tùy vào cái tình trạng sức khỏe của chúng ta. Nếu mà sẽ có vấn đề sức khỏe thì nó sẽ báo đau buốt. Tiếp theo là huyệt số 15. Huyệt 15 thì nó sẽ nằm ở ngay đằng sau tai.
thì chúng ta xác định bằng cách là nó có cái hõm, cái phần hõm tai chúng ta có thể dùng móng tay ấn vào đấy, thẳng vào đấy, thế nó nhói nhói bút bút ấy, điểm hõm của cái phần đằng ngay đằng sau dái tai, cả hai bên luôn. Về miền Nam này chúng ta tự lấy thì cũng hơi khó một chút bởi vì nó đằng sau tai, thì có thể ấn theo cảm giác. Số 1 dán rồi này. Tiếp theo đến huyệt số 9. Huyệt số 9 là huyệt ở bên má, thì chúng ta sẽ kéo từ ngay bên mép sang. Và phải xác định được cái điểm huyệt 130 ở trên này. Nó sẽ hơi lõm vào một chút, dịch xuống dưới một chút lại có một cái điểm lõm nữa. Thì từ hai cái đây kéo thẳng xuống sẽ là huyệt số 9. Huyệt số 9 là cái huyệt mà nó cũng gần với cái khu vực mà lún đồng tiền ấy, của một số người có lún đồng tiền ấy. Thì huyệt này là huyệt mà nó để đỡ đau đầu gối đấy. Em chào chị Sa, em chào anh Sơn. Tiếp theo đến huyệt số 0. Huyệt số 0 thì nó sẽ nằm ở ngay bên cạnh của cái khuyết bình tai này. Hôm qua thì thầy Huỳnh Quốc Bình đã livestream để hướng dẫn cho chúng ta về cách sử dụng cái huyệt số 0 đấy. Nếu mà chúng ta quên thì có thể xem lại. Ngay khuyết bình tai này chúng ta kéo sang, nó sẽ tiếp giáp, nằm trên đường tiếp giáp giữa cái sụn tai với cả cái da má của chúng ta ấy. Dùng que giò chúng ta tìm nó sẽ dễ hơn, sẽ có cái cảm giác nhói nhói tức tức. Huyệt số 0 cũng có ở hai bên. Cuối cùng là huyệt số 143. 143 thì nó sẽ nằm ở phần đáy mũi. Đây chúng ta quan sát này. Đáy mũi nó sẽ ở trên này. Nếu đúng huyệt nó sẽ cho mình cái cảm giác nhói. Mình kiểm tra lại này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 là sau tai. Thì là có 15 huyệt và mình sẽ dán được 23 cái miếng cao này, 23 cái vị trí này. Mọi người có làm được không ạ? Nếu không có cao salon pad, chúng ta sẽ dùng đầu bút bi nhựa, hoặc tốt hơn thì chúng ta nên dùng móng tay. Móng tay nó sẽ có chất sừng, và chất sừng thì nó cũng có cái tác dụng là thải độc. Chúng ta sẽ gạch gãi vào tất cả những cái vùng này, mỗi vùng chúng ta gãi khoảng 10 cho đến 20 lần, gạch khoảng 10 đến 20 lần hết một lượt. Sau đó chúng ta nghỉ 1 phút và lại gạch lại lần thứ hai, và lặp lại như vậy thêm một lần nữa, tức là 3 lần, gọi là 3 lần cách khoảng, thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Và nếu mà được thì tốt nhất chúng ta có thể sử dụng cao salon pad này chúng ta dán. Thì dán như vậy, cái cao salon pad nó sẽ nóng ấm và nó sẽ kích thích lên cái phác đồ huyệt này trong vòng khoảng từ 2 cho đến 3 tiếng. Sau 2 hoặc 3 tiếng thì chúng ta thấy nó hết nóng rồi, chúng ta bóc ra.
Và lưu ý là khi mà đang dán cao này thì tốt nhất là chúng ta nên hạn chế ra ngoài trời gió hoặc là tiếp xúc với nước. Nếu bất đắc dĩ lắm phải đi ra ngoài thì nên bịt khẩu trang kín lại. Bởi vì rất có thể khi mà chúng ta ra ngoài trời gió thì nó sẽ gió nó lạnh nó thổi vào các cái vùng huyệt này, nó sẽ ảnh hưởng, có thể là sẽ làm cho chúng ta bị mệt. Sau khi bóc cao ra ấy, thì chúng ta xoa khắp mặt cỡ khoảng 10-20 cái để cho nó nóng ấm đều khuôn mặt lên, để cho nó về cái trạng thái bình thường. Mọi người nắm được không ạ? Bây giờ tôi sẽ xin chia sẻ về những cái dấu hiệu của cái sự thải độc. Thì cơ thể con người chúng ta nó sẽ thải độc qua ba cái con đường. Một là qua da, hai là qua đường tiểu tiện và ba là qua cái đường đại tiện. Thì qua da ấy, có thể chúng ta sẽ thấy mồ hôi nó ra nhiều hơn này, mùi nó nặng mùi hơn, và cảm giác có những người ấy, thậm chí nó còn ra như nhớp nhớp, tức là bất thường khác so với những ngày bình thường của chúng ta. Có người thì lại nổi mụn, có người thì lại cảm giác ngứa ngáy, nổi mụn ở mặt, ở trên đầu, ở trên người. Đấy. Mà trước đây chúng ta ít có những dấu hiệu đấy, thì đấy cũng là được coi là dấu hiệu thải độc. Thứ hai nữa là qua đường nước tiểu, thì chúng ta sẽ có thể đi tiểu nhiều hơn, nước tiểu màu nó sậm màu hơn này. Bình thường thì có thể màu hơi vàng nhẹ, nhưng mà sau khi làm bộ này xong, hôm sau đi tiểu ấy, thì có thể nước tiểu màu vàng sậm, hoặc có người màu trắng đục, mùi thì nặng mùi hơn, khai hơn bình thường. Thì đấy cũng là cái quá trình nó thải độc qua đường nước tiểu. Thứ ba là qua đường đại tiện. Thì cái phân của chúng ta ấy, nó sẽ không được thành khuôn, mà có thể nó sẽ nát này, nó lổn nhổn này, màu nó sậm màu hơn này, có thể màu xanh, màu nâu, và mùi thì nặng mùi hơn, khó chịu hơn. Đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ không bị đau bụng. Chúng ta phải lưu ý là nó có thể tùy từng người ấy, có thể nó sẽ sổ độc qua cái đường đại tiện đấy, thì lưu ý là sẽ phải ở gần toilet một chút để chủ động. Đấy là những cái dấu hiệu để biết được cơ thể mình nó đang thúc đẩy mạnh cái việc thải độc. Thì chúng ta sẽ làm cái bộ huyệt này một đợt trong vòng khoảng từ 3, 5 hoặc là đến 6, 7 ngày gì đấy, tùy thuộc vào những cái dấu hiệu vừa nêu trên. Khi mà những cái dấu hiệu đấy nó xuất hiện này, rồi nó giảm dần và nó hết đi, nó trở về cái trạng thái bình thường của chúng ta rồi, thì coi như là cái quá trình thải độc nó cũng đã xong. Và chúng ta có thể lặp lại cái quá trình này từ 2 cho đến 3 tháng, thì chúng ta lặp lại một lần để giúp cho cơ thể được thanh lọc. Thì cái phác đồ này là một cái phác đồ rất quan trọng. Nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta đào thải được các cái độc tố. Nó sẽ hỗ trợ tốt cho những trường hợp là những người mà đã có quá trình điều trị thuốc nhiều mà cơ thể vẫn còn dư lượng về hóa chất ấy, thì chúng ta sẽ phải kết hợp ăn uống rồi làm thêm cái phác đồ này để nó bài thải các chất độc được tốt hơn, thì phục hồi sức khỏe cũng sẽ tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bây giờ chúng ta qua cái clip này thì chúng ta có muốn đặt ra cái câu hỏi gì liên quan đến cái bộ huyệt này không ạ? Thì chúng ta sẽ dành khoảng mấy phút để chúng ta trao đổi. Vâng, chào bạn Hải Vân ạ. Vâng, chào cô xưa. Hôm nào chỉ mọi người cách bấm huyệt chữa các bệnh như tim mạch, xương khớp nhé. À, chị Nhàn Phương ạ. Vâng. Thì nếu mọi người quan tâm thì hôm nào em sẽ sắp xếp để chia sẻ. Mọi người có làm được không ạ? Thì cái bộ huyệt này tôi đã viết một cái bài viết
về các cái vị trí cụ thể của từng huyệt này, và cũng tặng mọi người một cái bài thơ mà tôi viết về cái bộ huyệt này ấy. Thì trong đấy nó có từng huyệt một này và những cái tính năng tác dụng cơ bản của các cái huyệt, thì để chúng ta có thể thuộc nhanh hơn, nhớ những cái huyệt này nhanh hơn. Thì 15 huyệt này cũng là những cái huyệt mà rất quan trọng, thường dùng. Chúng ta lưu ý là nếu mà muốn thải độc được tốt ấy, thì chúng ta nên uống đủ nước. Có thể trước khi chúng ta làm bộ thải độc thì chúng ta sẽ uống nước và duy trì uống đều nước trong ngày, uống từng ít một thôi, không nên uống một lần một cốc to tướng rồi mấy tiếng sau mới lại uống lại. Uống chia đều ra và uống từng chút một. Một người hỏi bạn Tân Đức hỏi là 1 tháng làm mấy lần em? Dạ vâng ạ. Xin trả lời đó là chúng ta có thể lặp lại cái bộ huyệt này khoảng 2 đến 3 tháng thì lặp lại một lần. Và một đợt thì chúng ta làm liên tục, ngày nào cũng làm, và làm từ 5 đến 7 ngày. Tùy thuộc vào những cái dấu hiệu mà vừa mới chia sẻ với mọi người đấy ạ. Làm được cái phác đồ này thì rất nhiều người chia sẻ là sau khi làm một đợt xong thì cảm thấy người thoải mái hơn này, nhẹ nhàng hơn này, thậm chí có người còn cảm thấy là giảm mỡ ở trong người nữa. Dạ, chị Thủy Trần hỏi là mình đau thần kinh tọa từ thắt lưng chạy hết chân bên trái gần 1 tuần rồi, 4 ngày rồi chưa đỡ. Vâng ạ, thì cái này nó sẽ là một cái chủ đề khác, hoặc là có thể lát thì em sẽ chia sẻ thêm. Nhưng mà xin lỗi chị Thủy Trần ơi, chị nếu mà làm những cái huyệt ở trong chìa khóa vạn năng ấy thì đấy nó chỉ là một cách thôi ạ. Ngoài ra còn nhiều những cái cách khác nữa, thì chị có thể làm những cái kỹ thuật nó đơn giản hơn đối với trường hợp mà đau dây thần kinh tọa, tức là liên quan đến cột sống đấy. Thì chị có thể áp dụng kỹ thuật xoay cổ tay nhé, xoay 1 ngày 3 lần, một lần xoay khoảng 5 phút và tập trung nghĩ đến cái vùng thắt lưng và xuống đến chân. Dạ, bạn Nhàn Phương hỏi là thải độc dưới lòng bàn chân có như thế này không ạ? Thì nó sẽ khác đấy ạ. Cái kỹ thuật thải độc dưới lòng bàn chân thì sẽ có thể là mọi người cũng đã được biết rồi. Thì chúng ta sẽ dùng những cái dụng cụ có thể bằng bạc hoặc có thể bằng các cái cây cào để chúng ta cào hoặc là chúng ta đánh ở dưới lòng bàn chân. Mọi người còn câu hỏi gì nữa không ạ? À, vừa nãy có một anh hỏi là, à vâng, anh Mạnh Thắng xin hỏi anh còn đang theo dõi livestream không ạ? Anh đã làm thử ở cái vùng này chưa anh? Cái vùng bên phải đấy ạ, thẳng giữa mắt xuống này và từ đáy mũi kéo sang, đấy chính là cái vùng phản chiếu lá gan của anh. Thì anh có thể hàng ngày anh tác động, anh dùng cái móng tay ấy, nếu mà mình nóng gan ấy, mình dùng cái đầu ngón tay mình sẽ gãi nhẹ như này. Một ngày anh gãi vào đây khoảng, mỗi lần khoảng 1 phút, một ngày anh gãi khoảng từ 3 đến 5 lần. Đấy. Anh có thể duy trì cái
làm cái bộ huyệt thải độc này trong một đợt đi anh, khoảng 5 đến 7 ngày để xem cái dấu hiệu triệu chứng như nào anh nhé. Thì anh làm thử xem, nếu mà cảm giác thấy như thế nào thì anh có thể chia sẻ lại cho mọi người được biết anh nhé. Dạ vâng ạ, chị Nhàn Phương, hôm nào thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thải độc dưới lòng bàn chân. Vâng, chào bạn Vũ Anh may mắn ạ. Vâng, cháu cảm ơn cô, cảm ơn cô Đông ạ. Bộ huyệt này tuy nó đơn giản thôi nhưng nó cũng rất là quan trọng. Nó là một trong những cái bộ huyệt để hỗ trợ chúng ta. Thì nếu mà chúng ta muốn cơ thể khỏe mạnh ấy, thì nó sẽ đầu tiên nó phải ít độc tố đã. Chị Phương Thảo ơi, huyệt ở đây là huyệt 235 và dưới này là huyệt số 87 ạ. Bởi vì cái huyệt 127 chị hỏi và huyệt 22 nó cũng sẽ nằm rất sát nhau. Huyệt 127 nó nằm ở ngay trên này. Đây, ngay sát trên này. Còn huyệt 22 nó sẽ nằm ở ngay dưới này. Bạn Huê Nguyễn hỏi là thầy ơi bị giãn phổi khó thở thì làm thế nào? Thì cái này nó liên quan đến phổi, thì sẽ có những cái bài bài hướng dẫn kỹ hơn về cái trường hợp giãn phổi này, giãn phế quản này. Thì cách mà đơn giản nhất bây giờ có thể làm ngay được ý, là mình có thể gạch mặt, mình dùng cái móng tay cũng được, nếu không có que giò thì mình dùng móng tay, mình gạch khắp toàn bộ vùng mặt, sau đó mình gạch hai bên cánh mũi này, cái phần má hai bên cánh mũi này, nó liên quan đến phổi, và cái vùng vùng trán ở ngay phần trên thẳng mắt lên cũng liên quan đến phổi, thì gạch như vậy và ấn thêm cái huyệt số 19 để nó điều chỉnh cái sự co giãn cơ, co giãn các cái phế quản, phế nang. Lưu ý huyệt số 19 là không dùng cho phụ nữ mang thai. Dạ vâng ạ, xin hôm tới sẽ, nếu mà tiện thì sẽ hát cho mọi người nghe. Hôm nay thì chắc không kịp để hát cô Lan Anh ạ. Cảm ơn cô ạ, cảm ơn cô Trần Lan Anh ạ. Rồi, nếu mà không ai còn câu hỏi gì nữa thì tôi xin phép được kết thúc buổi livestream hướng dẫn làm phác đồ thải độc hôm nay. Xin được kính cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu. Thầy đã phát minh ra một cái phương pháp hết sức là đơn giản và dễ làm, tuy nhiên cũng rất hiệu quả trong cái việc là hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Nếu mà trong chúng ta mà có ai có dịp được học trực tiếp thầy và được gặp thầy, được nghe thầy giảng thì thực sự đấy là một điều rất là may mắn và hạnh phúc. Con xin được kính cảm ơn thầy. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái buổi livestream tiếp theo ạ. Dạ, xin phép được kết thúc buổi livestream tại đây ạ.